Trường Đại học Kinh tế Luật thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khai giảng năm 2016. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, hiệu trưởng nhà trường, thì trong năm học này, trường sẽ có nhiều đổi mới trong công tác dạy và học, đáp ứng nhu cầu đào tạo của thị trường. Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, hiệu trưởng cho biết, năm học 2015-2016, nhà trường đã đạt được những kết quả nổi bật, góp phần thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược của Đại học Quốc gia và của trường đề ra. Với những nỗ lực của toàn bộ cán bộ giáo viên và sinh viên trong năm học vừa qua, nhà trường cũng đã vinh dự nhận được cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo kết quả bảng xếp hạng top 10 trường đại học hạnh phúc nhất Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên thực hiện tại Việt Nam, thì Đại học Kinh tế Luật có vị trí cao trong top 5. Xác định môi trường đại học sẽ là một bước đệm quan trọng giúp cho các em trong hành trang vào đời, nhà trường khẳng định sẽ không ngừng hoàn thiện chương trình dạy học cũng như các hoạt động rèn luyện kỹ năng để các em được trang bị tốt nhất. Chúng tôi cũng có một cái rất vui khi được đón nhận các em tân sinh viên. Các em đã đăng ký cùng với những cái quan tâm của phụ huynh, của gia đình để chính thức vào trường Đại học Kinh tế Luật và với cái gia đình Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để bắt đầu một cái quá trình 4 năm và có những cơ hội để các em có thể là rút ngắn học là trong 3 năm nhưng vẫn có thể nhận được bằng đại học. Do vậy mà cái đầu tiên là chúng tôi chúc mừng các em, và cái quan trọng hơn, các em đến từ những cái miền vùng khác nhau, từ thay đổi từ cái môi trường của trường phổ thông của học sinh, bây giờ bắt đầu bước vào cái cuộc sống mới của sinh viên, các em bắt đầu phải có cái tự lập hơn, có cái tự giác hơn và chủ động tham gia những cái hoạt động chúng ta vừa học lại vừa có thể thích ứng một cách nhanh chóng những cái hoạt động, tham gia một cách tích cực những cái hoạt động các câu lạc bộ để bổ sung tăng cường những cái kỹ năng cần thiết, nhất là trong cái bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Tại buổi lễ khai giảng, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đối tác đã trao học bổng cho các thủ khoa đầu vào của hệ đại học và sau đại học. Năm 2016-2017, nhà trường sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ và đồng bộ các nội dung và mục tiêu chiến lược giai đoạn 2016-2020, cũng như kế hoạch của năm học. Đó là tập trung vào những mục tiêu như triển khai hiệu quả các chương trình đào tạo chất lượng cao bên cạnh các ngành kinh tế, quản lý, kinh tế, luật, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác nghiên cứu với các địa phương, gắn kết chặt chẽ giữa học và làm.